Xin chào các bạn, tôi là luật sư Đỗ Đăng Khoa, là giám đốc công ty luật bất động sản Hưng Vượng. Tôi đã được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ năm 2005. Đến nay thì tôi đã hành nghề luật sư được hơn 15 năm rồi. Tôi cũng là tác giả của cuốn sách Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Tôi rất là thích tham gia các cái hội thảo pháp lý về bất động sản để chia sẻ về vấn đề pháp lý cho những nhà đầu tư bất động sản. Đồng thời thì tôi cũng là cộng tác viên thường xuyên của một số những đài truyền hình để qua đó chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm pháp luật cho cộng đồng, góp phần để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, thưa các bạn, thì chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là di chúc thừa kế đất đai. Nội dung chia sẻ của tôi được căn cứ trên Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013. Vâng, thưa các bạn, là thừa kế là một cái chủ đề mà rất là hấp dẫn và thực sự ra là cũng rất ít người mà thấu hiểu được. Ngày hôm nay thì đi sâu vào chia sẻ cho các bạn cái hình thức là thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc thì được hiểu là sự thể hiện cái ý chí của cá nhân nhằm chuyển dịch cái tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Đó, thế thì đây là một trong những cái đặc điểm nó khác với cả cái tặng cho tài sản. Tôi lấy ví dụ như là một ông bố, bà mẹ có một căn nhà. Nếu mà khi còn sống mà làm thủ tục tặng cho tài sản cho con thì ký hợp đồng công chứng tặng cho xong, coi như là xong, là nhà là thuộc của con rồi, chứ không còn là của mình nữa. Cho nên là rất nhiều ông bố bà mẹ không hiểu cái chỗ này thì cứ nói là cho, đúng không ạ? Cho, thế là con nó bảo là ra ký công chứng là cho nó. Đây, cái cho xong thì là nó mang nhà đi, nhà đất sang tên nó thế chấp ngân hàng. Thế chấp ngân hàng đến lúc làm ăn thua lỗ, nó không trả được nợ, thế là ngân hàng bắt nợ. Thế là cuối đời là coi như là có cái nhà duy nhất để ở thì cũng bị ngân hàng bắt mất. Đúng ra ấy, thì là định là cho nó là sau khi chết thì mới cho đó. Thế nhưng mà không biết. Trong trường hợp này thì các bạn phải hiểu là nếu trong trường hợp là mình có một cái nhà mà tính là chết thì mới cho con ấy, thì lập di chúc là cái sự tuyệt vời nhất. Bởi vì di chúc chỉ có hiệu lực chuyển đổi cái quyền sở hữu tài sản căn nhà đấy cho con khi mà chết thôi. Còn khi còn sống là vẫn là nhà của mình đấy, nó không thể cầm cố thế chấp được nó. Và mình không có cái nguy cơ là phải ra gầm cầu hoặc là đi ở nhà thuê được. Đó, thì đấy là cái câu chuyện mà nếu chúng ta không hiểu chỗ này thì rất là nhiều người đã nhầm lẫn. Trên thực tế là có rất nhiều những cái vụ việc rất là đau lòng. Vâng, thưa các bạn, là di chúc là cái sự định đoạt tài sản của người sống để lại cho người khác khi mà mình đã chết. Thế thì ở đây cái đặc điểm của di chúc đó là cái người mà có tài sản là có toàn quyền định đoạt. Cho nên là nó khác với cả cái việc là thừa kế theo pháp luật. Thừa kế để lại thì cứ theo di chúc là nôm na là tài sản của mình muốn cho ai cũng được. Thế nên các bạn thấy trên thực tế là những cái gọi là những tỷ phú trên thế giới, ví dụ như Bill Gates, vô cùng nhiều tiền, thì ông ấy khẳng định là ông ấy chỉ để lại cho con ông là khoảng 1% tài sản thôi. Còn 99% tài sản thì ông quyết định là ông để lại cho các cái quỹ từ thiện. Thế thì đấy là một cái câu chuyện. Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Bây giờ có rất là nhiều người có tài sản mà người ta không muốn cho con, hoặc là chỉ cho một phần nhỏ thôi. Thế còn người ta quyết định cho ai cũng được. Ví dụ như là cho anh em, rồi thậm chí cho bạn bè đấy, cho bồ đấy, đúng không? Đấy thì cho ai cũng được, đấy là quyền của người ta. Đấy, người ta để lại cái di chúc khi mà người ta chết đi thì tài sản, thì đấy là về cái đặc trưng của di chúc. Và cái di chúc thì nó có cái ưu điểm là gì? Là khi mà đã có di chúc ấy, thì sau khi người chết đó, tài sản sẽ được định đoạt theo di chúc đầu tiên. Thế thì ở đây là nói nôm na là cái di chúc là nó thể hiện cái
cái quyền cao nhất của cái người có tài sản, để gần như là có toàn quyền định đoạt cái tài sản của mình, trừ một số những cái trường hợp ngoại lệ. Rồi thì bây giờ vào cái điều kiện chung của một cái di chúc. Di chúc ở đây ấy, thì quy định điều kiện đầu tiên là người lập di chúc về mặt tuổi thì phải từ 15 đến 17 tuổi. Thì nếu mà lập di chúc thì phải có cha mẹ hoặc là người giám hộ đồng ý. Còn đã từ đủ 18 tuổi trở lên thì họ có toàn quyền quyết định. Đó. Đấy, yếu tố thứ hai là người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hay là cưỡng ép. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba đối với một cái di chúc là nội dung của di chúc thì không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức của xã hội. Hình thức di chúc thì không trái quy định của pháp luật. Nói ví dụ là gì? Nói ví dụ là mình lập di chúc thì mình phải cái tài sản mà để lại nó phải là tài sản của mình, đúng không ạ? Nếu mà lấy tài sản của người khác mà lập di chúc cho con cái của mình thì đó là cái trái pháp luật rồi, thì làm sao mà chấp nhận được, đúng không các bạn? Thứ hai nữa là về hình thức di chúc cũng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thì đi sâu vào hình thức của di chúc thì trong bộ luật dân sự có quy định về ba cái hình thức của di chúc như sau. Thứ nhất là di chúc miệng, thứ hai là di chúc văn bản, và thứ ba là di chúc mà có công chứng chứng thực. Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào phân tích từng cái loại di chúc. Đầu tiên là di chúc miệng. Di chúc miệng là gì? Di chúc miệng là thì thể hiện cái ý chí cuối cùng của mình trước ít nhất hai người làm chứng. Thì đây là cái điều kiện là di chúc miệng. Di chúc miệng nói nôm na là nói đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là trong lúc bệnh cũng nặng rồi, cảm thấy là sắp nhắm mắt xuôi tay rồi thì muốn để lại cái tài sản của mình, đúng không ạ? Cho thằng con thứ A, cho đứa B như thế nào đấy thì là nói ra, và đó là cái gọi là cái di chúc miệng, đúng không? Thế thì di chúc miệng ở đây thì cái điều kiện của di chúc miệng thì nó gồm các cái điều kiện như sau. Gồm thứ nhất là phải có hai người làm chứng. Đấy. Thứ hai là người làm chứng sau khi nghe nói rồi thì phải ghi chép ngay lại và cùng ký tên điểm chỉ vào di chúc. Tiếp đó thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực để xác nhận cái chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Đó. Và cái điều kiện của người làm chứng ấy, thì nó lại phải đảm bảo cái điều kiện sau đây. Về cơ bản thì ai cũng có thể là người làm chứng từ đủ 18 tuổi trở lên. Nhưng mà trừ những cái trường hợp sau đây. Đó, trừ là gì ạ? Trừ là người thừa kế theo di chúc hoặc là theo pháp luật của người lập di chúc. Cái này lấy ví dụ để các bạn dễ hiểu. Ở đây để quy định này nó để đảm bảo cái sự khách quan của người làm chứng. Là người làm chứng thì sẽ không được liên quan gì đến cái quyền lợi liên quan đến trong cái di chúc, đúng không ạ? Nếu mà liên quan thì ông làm chứng, ông làm sai. Ví dụ này, ví dụ như là cha mẹ mà lập di chúc đó thì con cái sẽ là cái người được hưởng thừa kế theo pháp luật đó. Thế thì ở đây trong trường hợp này là con cái không thể là làm người làm chứng được đó. Thế hoặc là gì, bây giờ không thể nào mà người làm chứng mà lại làm chứng cho cái việc là người để lại di chúc đó là để lại tài sản cho mình, đúng không ạ? Ví dụ như là ông A, ông ấy có di chúc miệng để lại tài sản, nó gọi nhờ ông B, ông C sang làm chứng, mà trong đó trong nội dung di chúc lại có cái nội dung là để lại tài sản cho ông B, ông C thì đương nhiên là không thể được. Đó thì đấy là cái quy định của pháp luật. Cái tiếp theo là trừ những người là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nội dung di chúc. Quyền và nghĩa vụ liên quan ở đây thì cụ thể là gì? Là ví dụ như là một ông ấy có cái ô tô, đúng không ạ? Ông muốn lập di chúc lại. Nhưng mà cái ô tô đó ông mua thì ông ấy chưa trả hết tiền. Đấy. Thì cái bên bán ô tô ấy thì ở đây là cái bên mà còn có cái quyền quyền thu tiền của cái
ô tô còn thiếu nó, thì ở đây là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nội dung của di chúc thì được hiểu như vậy đó. Thế thì người làm chứng thì là về nguyên tắc là những cái người mà phải thực sự là khách quan đó thì mới đảm bảo được cái di chúc. Vâng, chuyển qua cái hình thức di chúc thứ hai đó là di chúc bằng văn bản, thì cần có những cái điểm lưu ý như sau. Thứ nhất là người lập di chúc phải tự viết và ký vào văn bản di chúc. Trong trường hợp là người lập di chúc không thể tự viết, viết ở đây tự viết đây hiểu là viết tay đấy. Đó, thế thì có thể là tự mình đánh máy hoặc là nhờ người khác viết hoặc là đánh máy bản di chúc. Nhưng mà trường hợp này thì phải có ít nhất là hai người làm chứng. Đó. Nói tóm tắt lại là nếu như là di chúc mà tự tay mình viết và ký vào bản di chúc thì không cần người làm chứng, nhưng mà di chúc đánh máy hoặc là nhờ người khác lập hoặc đánh máy thì phải có hai người làm chứng. Tiếp đó thì là nội dung của di chúc. Nội dung của di chúc thì luật cũng quy định phải có đảm bảo các cái nội dung cơ bản như sau. Một là ngày tháng năm lập di chúc, hai là họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc, ba là họ tên người hoặc cơ quan tổ chức được hưởng di sản, bốn là di sản để lại và nơi có di sản. Đó, thế thì di sản ở đây là gì? Di sản ở đây có thể là nhà, có thể là đất, có thể là tiền, có thể là ô tô, nói chung là bất kể cái tài sản hợp pháp nào cũng có thể được coi là di sản thừa kế. Lưu ý tiếp theo thứ tư đó là di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Lưu ý cuối cùng đó là trường hợp di chúc có sự tẩy xóa sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký bên cạnh cái chỗ tẩy xóa sửa chữa. Đây là những cái quy định mà để đảm bảo cho một cái văn bản di chúc nó có giá trị thì phải đầy đủ các cái yếu tố nêu trên. Rồi, giờ chúng ta chuyển qua một cái hình thức di chúc thứ ba đó là di chúc có chứng thực. Thì về nguyên tắc thì người lập di chúc có quyền nhờ tổ chức hành nghề công chứng hoặc là ủy ban nhân dân xã để chứng thực cái di chúc của mình. Đặc biệt là một số những cái trường hợp mà người lập di chúc không đọc được hoặc là không nghe được bản di chúc hoặc là không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng, và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã. Ở đây chúng ta thấy được là cái trường hợp này có nghĩa là gì? Có nghĩa chúng ta thấy trên thực tế có rất nhiều mà người mà lâm vào cái tình trạng mà thực sự là nguy hiểm đến tính mạng hoặc là khó khăn hoặc là người ta bị dị tật, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là lúc bệnh tình nặng rồi không đọc được hoặc là không nghe được hoặc là có những cái dị tật. Trong trường hợp này rõ ràng là phải cần thứ nhất là cái ý chí định đoạt tài sản của người ta, thứ nhất là phải có người làm chứng, đúng không ạ? Thứ hai nữa là ngoài người làm chứng ra thì lại cần phải có một cái cơ quan thứ ba đó là Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là tổ chức công chứng, họ chứng thực cái việc người làm chứng đó là khách quan, là ký vào cái bản di chúc đó thì đảm bảo được cái đúng cái ý nguyện của người lập di chúc định đoạt lại tài sản của mình. Vâng, thưa các bạn, thì trên thực tế với nhiều năm làm luật sư giải quyết các cái vụ tranh chấp thừa kế liên quan đến nhà đất rồi tài sản thì tôi nhận thấy được rằng là thực sự ra thì rất nhiều các trường hợp, và chính vì có nhà đất để lại càng nhiều cho nên nó mới sinh ra chuyện, đúng không ạ? Còn đâu nếu mà cha mẹ mà nghèo chẳng có những cái gì để lại thì đôi khi lại con cái lại sau đó lại không có tranh giành nhau đó. Nhưng mà có nhiều nhà nhiều đất mà phân chia nó không rõ ràng rồi không khách quan, hoặc là thậm chí trong rất nhiều trường hợp là để lại theo phong tục tập quán. Đó. Ví dụ như là ở ngoài Bắc thì nhà đất thông thường thì là để lại cho con trưởng, đúng không ạ? Còn ở miền Nam phong tục tập quán thì nhà đất thường để lại cho con út. Đó. Nhưng mà cái này thì chính vì cái phong tục tập quán nên khi bố mẹ còn sống thì cũng nghĩ là cứ thế mà làm thôi ạ, đúng không ạ? À, từ xưa đến nay là thế, nhưng mà
Trên thực tế thì chính vì cái đó nên là sau này thì lại căn cứ vào pháp luật lại quy định lại khác với phong tục tập quán. Pháp luật thì lại quy định là các con thì là đều có ngang quyền hưởng thừa kế bằng nhau, không phân biệt con trai hay là con gái, không phân biệt con trưởng con thứ. Cho nên là sau này nó mới dẫn đến cái chuyện là con gái đi lấy chồng rồi mới trở về mới đòi đất của bố mẹ, thế mà bắt anh trưởng là phải chia đó, thì nó có nhiều những cái vụ án vô cùng là đau lòng như thế. Thế thì trong trường hợp này, nếu bố mẹ muốn định đoạt theo phong tục tập quán hay là theo ý mình để có một cái nhà để là cái nơi thờ cúng cũng như là cha truyền con nối đời này sang đời khác thì phải lập di chúc, đúng không? Đấy. Thế thì lập di chúc, pháp luật đã quy định cho mình cái quyền được định đoạt nhưng mà mình không định đoạt như vậy thì để mới dẫn đến câu chuyện những cái câu chuyện đau lòng. Vâng, thưa các bạn, thì theo kinh nghiệm của tôi, các bạn hãy lập di chúc để mà thanh thản cái nơi chín suối. Vâng, trong trường hợp là các bạn cần có sự cố vấn của luật sư về việc lập di chúc rồi là hoặc giải quyết tranh chấp những cái vụ thừa kế về liên quan đến di chúc hoặc là chia tài sản nhà đất có giá trị lớn thì có thể vui lòng liên hệ với tôi theo là điện thoại dưới đây. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều những cái video giá trị về thừa kế nhà đất tôi đã chia sẻ trong kênh. Hoặc các bạn hãy bình luận, hãy đặt câu hỏi và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều giá trị. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.